Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là người giàu có nơi Đức Chúa Trời. Thưa quý bà, chị em, giàu có đó là một từ rất là ngắn gọn mà hầu hết mọi người trên thế giới này đều mơ ước có. Định nghĩa về sự giàu có thể mà thay đổi ở trong tâm trí của nhiều người khác nhau. Có người cho rằng giàu có đó là một người có nhiều tiền để đi mua sắm những thứ đắt tiền, sở hữu nhiều thứ xa xỉ, rồi ăn tại những nhà hàng sang trọng, rồi người mà có tiền đi du lịch ở đây đó và có nhiều cơ hội để du lịch tham quan thắng cảnh. Rồi có người cũng cho rằng giàu có đó là một người có thừa tiền để mà gửi con cháu mình đi du học ở nước ngoài, hoặc là họ mua bất động sản để đầu tư tích trữ ở trong nước hoặc là ở ngoài nước. Rồi có người cũng cho rằng là giàu có đó là người có thể có một cái doanh nghiệp hoặc là có một cái tập đoàn kinh doanh nào đó để trở thành một cái tầm cỡ ở quốc gia. Và định nghĩa về sự giàu có thể khác nhau so với nhiều người. Có người cho rằng giàu có đó là mình có cơm ăn áo mặc đầy đủ mỗi ngày, ngày cơm ba bữa, rồi lo cho gia đình đầy đủ, vợ chồng con cái được đầy đủ, đó là giàu rồi. Nhưng thưa quý mà chị em, cái điều mà quan trọng nhất ở trong con người ngày hôm nay đó chính là sự thỏa lòng. Bởi vì nếu chúng ta không có sự thỏa lòng thì không bao giờ chúng ta cảm thấy no đủ cả. Người nghèo có thể mơ ước được trở nên giàu có hơn, người đầy đủ thì mong được giàu có hơn, rồi người đã giàu rồi thì lại mong muốn rằng mình được giàu nhiều hơn nữa. Có một triệu phú người Đài Loan đã trả lời phỏng vấn của một phóng viên rằng là anh đã cảm thấy giàu chưa, ông đã cảm thấy giàu chưa, thì cái người tỷ phú người Đài Loan đó trả lời ngay rằng là tôi đã giàu rồi nhưng mà tôi còn cảm thấy mình còn thiếu một chút. Thế ông thấy một chút đó là như thế nào? Một chút đó của tôi đó là tôi phải mở rộng ra cái phạm vi kinh doanh của tập đoàn chúng tôi nhiều hơn. Thưa quý mài chị em, nếu chúng ta không có sự thỏa lòng thì chúng ta sẽ thấy rằng là không bao giờ là đủ cả. Nhưng tạ ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là sự tin kính cùng sự thỏa lòng đó là một lợi lớn. Nếu chúng ta tin kính Chúa và chúng ta sống thỏa lòng thì dù chúng ta sống ở đâu, chúng ta vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Bởi vì mình có Chúa Jesus Christ thì cuộc đời của chúng ta sẽ được có ý nghĩa hơn và tươi sáng hơn. Có những cái sự thật trái ngược mà chúng ta tìm thấy ở trong những người được cho là giàu có. Có người giàu có về tiền bạc nhưng mà là nghèo nàn về sức khỏe. Quý vị có thấy cái điều này không? Họ có rất là nhiều tiền, tài sản, gia sản, kết xù, nhà cao, cửa rộng, thậm chí là đất đai bạc ngàn luôn, nhưng mà họ không có sức khỏe. Tôi nói những người bên ngoài kia nha, quý vị nghe, chứ tôi không có nói trong hội thánh này. Ở trong hội thánh này, nếu chúng ta thấy mình không có sức khỏe thì mình có một đấng chữa lành chúng ta. Ngài mang tên là Giê-xu, Ngài là đấng có thể chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Amen. Dạ, tôi đang nói về những người ngoài thế gian kìa. Họ khốn khổ đó quý vị, họ có triệu đô đó, nhưng mà họ không thể mua được sức khỏe của mình. Họ nằm thoi thóp trên giường bệnh và mong muốn rằng là mình có thể sống thêm được một vài ngày hoặc là một vài tháng nữa, nhưng mà cũng không thể. Tiền bạc có thể mua được một cái nệm nhưng mà không thể mua được một giấc ngủ ngon. Tiền bạc có thể mua được một căn nhà nhưng mà không thể mua được mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể mua được nhiều thuốc tốt nhất và có dịch vụ bác sĩ chăm sóc y tế tốt nhất, nhưng mà người ta không thể mua được sức khỏe. Tiền bạc có thể mua được rất là nhiều sách vở nhưng mà không thể mua được kiến thức. Tiền bạc có thể mua được mọi thứ trên đời này nhưng mà không thể mua được hạnh phúc ở trong đời sống con người chúng ta. Như vậy tiền bạc không phải là tất cả. Tiền bạc nó chỉ là phương tiện để giúp cho chúng ta có thể đạt được mục đích sống cuối cùng cuộc đời chúng ta là gì. Có người sống thì cho rằng mục đích cuộc đời của mình đó là để ăn chơi, thỏa mãn tất cả mọi cái sự sung sướng, giàu có, xa hoa của thế gian này. Mục đích của họ là như vậy. Ăn chơi tứ đối tượng, đụng cái gì cũng thử qua, trải qua hết. Nhưng mà đến cuối cùng những cái điều đó thì họ cảm thấy trống rỗng và không có mục đích và ý nghĩa gì cả. Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 1 và đoạn 2, chúng ta thấy được
Có một ông vua, ông này ông giàu sang đến độ mà ông nói rằng là vàng và bạc đó, ở trong xứ của ông giống như là giống như đá vậy đó. Và ông nói rằng là không có một cái điều gì mà ta không chừa hết. Những cái gì mắt tôi ta khoái nè, lòng ta thích nè, là ta thử qua hết. Ông có rất là nhiều vợ, ông có rất là nhiều người hầu. Và ông xây nhà, xe rồi ngựa đầy đủ mọi thứ, không thiếu bất cứ điều gì hết. Nhưng mà ông thấy rằng đến cuối cùng những cái việc đó nó chỉ là hư không mà thôi. Ông vua đó tên là Salomon. Và khi Salomon ông nói rằng là mọi sự đều là hư không, thì điều này đáng để chúng ta suy gẫm. Bởi vì Salomon là một người rất là giàu. Ông giàu hơn bất cứ một người nào trên thế giới thời bấy giờ mà ông có, ông gặp được. Nhưng mà ông nói rằng sao? Mọi sự đều là hư không hết. Điều này đáng để chúng ta suy gẫm. Giả sử Salomon là một người nghèo khó ở trong cái nhà lá, hoặc là sống một cuộc đời bần cùng khốn khổ, ông nói rằng mọi sự đều hư không, thì có thể chúng ta thấy ồ người này đáng thương quá. Nhưng mà ông này ông sống ở trong một cái cung điện nguy nga lộng lẫy, tiền tỷ, không thiếu bất cứ điều gì hết. Ông giàu nhất ở trên thế giới thời bây giờ, nhưng mà ông vẫn nói rằng sao? Mọi sự đều là hư không. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chỉ có Chúa mới là đấng có thể giữ gìn và ban phước cho cuộc đời của chúng ta cho đến cuối cùng và cho đến đời đời, quý mài cho em. Nếu không có Chúa thì mọi thứ chúng ta có đó, đến lúc mà chúng ta đối diện với cái chết thì chúng ta sẽ không thể nào mang theo những cái thứ chúng ta có đó vào trong thiên đàng được. Và chúng ta sẽ thấy rằng là khi mình chết rồi, tắt hơi rồi, thì mọi thứ để lại và chỉ có linh hồn của mình về với Chúa mà thôi. Mình đi với hai bàn tay trắng và không có một cái gì mang theo được cả. Nhưng người có Chúa, quý mài cho em ơi, người đó có thể mang được. Thứ nhất đó là linh hồn mình vào trong thiên đàng. Thứ hai nữa đó là mình có thể mang được linh hồn của những người đã tin Chúa qua đời sống của mình vào trong thiên đàng. Chúng ta có thể mang được linh hồn của những người mình đã gây dựng khích lệ họ ở trong hội thánh hoặc là trong gia đình của mình trở về thiên đàng với Chúa. Và cuộc đời của chúng ta sẽ được giàu có khi chúng ta tìm thấy được Chúa trong đời sống của chúng ta. Có những người rất là giàu có về của cải vật chất nhưng mà lại nghèo nàn về tâm hồn và tình cảm. Họ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và tìm kiếm những của cải vật chất. Và họ đánh mất đi những khoảng thời gian chất lượng cần dành cho gia đình, cần dành cho những mối liên hệ cho bản thân của mình nữa. Họ thiếu đi thời gian để lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, làm giàu cho chính phần linh hồn và tình cảm của chính họ. Có những người họ giàu có về chức vụ và địa vị nhưng mà lại nghèo nàn về năng lực và nhân cách. Họ nỗ lực để bản thân mình có thể lên cao nhiều hơn, đạt đến được nhiều vị trí cao hơn nữa. Nhưng mà lại bỏ mặc chính con người bên trong của mình. Họ cảm thấy mình bị giới hạn rồi, những năng lực bị giới hạn, một linh hồn đối khác và thiếu thốn lời của Chúa. Để rồi những phút cuối cùng cuộc đời của mình thì nhận biết rằng tất cả những điều đó chỉ là chuyện hư không. Chỉ là những cái chuyện mà vì lòng tranh cạnh và hư vinh mà mình đã đánh đổi cuộc đời của mình để có được những cái vị trí như vậy. Nhiều người thật sự rất là giàu có ở trong thế gian này nhưng mà lại bị chính Chúa của chúng ta chê cười vì họ thật sự nghèo nàn về tâm linh. Ở trong Luca đoạn 12 câu 20 có tường thuật lại chúng ta về một cái người giàu, và Chúa nói rằng là cái người này là người dại, bởi vì khi mà ông còn sống đó, ông làm ra được rất là nhiều của cải, lên kế hoạch cho tương lai, tiết kiệm và đầu tư lâu dài, biết tận hưởng để mà biết nghỉ ngơi và tận hưởng tất cả những kết quả đó, nhưng mà không có biết gì về Chúa cả. Ông đã dại dột rất là nhiều khi mà ông đã tích trữ cho mình mà không có tích trữ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đến khi mà ông về với Chúa thì những cái của cải ông đã tích trữ đó thì ông phải để lại cho những người sau mình. Quý mài cho em ơi, nếu chúng ta giàu có trong đời này mà chúng ta không giàu có nơi Đức Chúa Trời, để cuộc sống của chúng ta nó sẽ vô ích và trở nên không có giá trị. Cho nên buổi chiều nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua lăng kính của lời Chúa, làm thế nào để cho chúng ta thật sự là một người giàu có của Chúa. Người giàu có của Chúa không cần phải có nhiều tiền, nhiều bạc. Như sứ đồ Phaolô đã nói thế này ở trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 8 câu 9. Ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 6 câu thứ 10. Ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Phaolô ông đã nói rằng là ông là một người
ngó như là nghèo đó. Nhưng mà ông đã làm cho nhiều người được giàu có. Vậy thì một sứ đồ của Chúa, một tôi tớ của Chúa là một người vô sản chân chính. Ông không có nhiều của cải tài sản ở trong thế gian này. Nhưng mà ông có tin lành quyền năng của Chúa. Ông có cái điều mà khiến cho nhiều người được trở nên phước hạnh và giàu có. Quý mài chị em ơi, quý mài chị em có tin rằng là mỗi người chúng ta sau khi tin Chúa, có Chúa Jesus Christ ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có một cái tiềm năng để chúng ta thay đổi những người xung quanh của chúng ta không? Chúng ta sẽ có thể xóa nghèo cho dân sự của Chúa khi chúng ta chia sẻ những lẽ thật ở trong lời của Chúa. Giống như Phaolô đã từng nói rằng là tôi ngó như là nghèo nhạt đó, nhưng mà làm cho nhiều người được giàu có. Quý vị cùng xem với tôi trong sách Côrintô thứ 2 đoạn 8 câu 9. Lời của Chúa chép rằng: vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu Ngài là một đấng vốn rất là giàu có. Ngài là hoàng tử của thiên đàng, nhưng mà Ngài đã xuống thế gian này để chết thế cho tội lỗi của chúng ta, và Ngài ở trong cái vị trí nghèo hèn của chúng ta. Ngài đã giáng sinh ở trong chuồng chiên máng cỏ để cho tất cả những ai nghèo thiếu nhất ở trong thế giới này đều có thể đến được với Ngài. Và khi chúng ta đến với Chúa thì Chúa Ngài sẽ lấy cái sự nghèo thiếu của chúng ta ra và Ngài ban chúng ta sự giàu có của Chúa. Đây là ý nghĩa của câu thánh này quý mài chàng. Và khi chúng ta được thay đổi ở trong tâm linh của chúng ta bởi vì cớ chúng ta làm con của Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ được phước mỗi ngày trong sự bình an và thịnh vượng của Chúa. Và chúng ta nếu trung tín cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh của Chúa ở trong đời sống tin kính và trung tín phục vụ Chúa của chúng ta. Có những tháng ngày mà tôi hầu việc Chúa mà không nhìn thấy một cái sự dư dật của Chúa, chỉ có đủ ăn đủ dùng, và dường như mọi thứ xung quanh của mình nó đang trì trệ và không có đi tới đâu cả. Nhưng mà tôi đã cầu nguyện với Chúa và Chúa đã bày tỏ với tôi rằng con là người được phước. Có thể mắt con nhìn thấy nó mọi thứ đều giống như đồng vắng, không có một cái gì gọi là phước hạnh cả. Nhưng mà ta là đấng làm chủ hoàn cảnh của con. Con chưa đến cái thời điểm được phước. Thưa quý mài chị em, chúng ta cần phải sống bởi đức tin. Trong những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn của Đức Chúa Trời để nhìn xa hơn cái hoàn cảnh mà chúng ta đang bước đi. Và chúng ta cũng cần có một cặp mắt của một người tiên tri để chúng ta có thể nói tiên tri cho đời sống của chúng ta và nhìn thấy trước được những cái gì sẽ xảy ra trong đời sống của mình. Năm 16 tuổi khi mà Chúa kêu gọi tôi hầu việc Chúa, thì Chúa Ngài có bày tỏ với tôi về cái việc đó là tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới để mà phục vụ Chúa. Và khi mà tôi nghe Chúa gọi như vậy, tôi cảm thấy vừa mừng mà vừa sợ nữa. Bởi vì mừng là bởi vì được hầu việc Chúa, nhưng mà sợ đó là bởi vì mình sợ không có đủ khả năng để có thể phục vụ Chúa được. Và tôi đã nói với Chúa: Chúa ơi, con không làm mục sư đâu, bởi vì con không có đủ khả năng. Nhưng mà Chúa Ngài đã thương xót và Chúa vẫn trao cho tôi cái chức vụ đó, bởi vì Chúa biết được cái người mà Chúa kêu gọi như thế nào. Chúa không bao giờ lầm lẫn ở trong sự kêu gọi của Chúa cả. Và cảm ơn Chúa rằng là cái giây phút mà tôi nghe được lời mà Chúa Ngài mà nói với tôi qua miệng tôi tới của Chúa, đó là con sau này sẽ đi khắp nơi rao giảng lời của ta. Không phải là chỉ đi khắp nơi tại Việt Nam mà thôi, nhưng mà rao giảng lời Chúa cho nhiều người ở tại hải ngoại. Và tôi ghi nhớ những lời đó trong lòng và trong trí của tôi, bởi vì lúc đó thì tôi cảm thấy điều đó là không thể. Nhưng mà không phải là ngày mai hoặc là qua năm sau là tôi có thể thấy được điều này xảy ra. Nhưng bây giờ thì tôi đang nhìn thấy cái điều đó nó đang ứng nghiệm ở trên đời sống của mình, giống như là một cái đám mây nhỏ bằng lòng bàn tay vậy. Quý mài chị em ơi, để chúng ta có thể nhìn thấy được lời hứa của Chúa ứng nghiệm cho đời sống của chúng ta cần phải có khả năng để nhìn xa và thấy trước được những gì ở trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta có một lời tiên tri nào đó, chúng ta hãy giữ lấy điều đó. Đừng coi thường và khinh dễ những lời tiên tri, quý mài chị em. Và khi tôi nhận được cái lời tiên tri đó của Chúa và tôi giữ trong đời sống của tôi cho đến thời điểm này, thì cái ơn tiên tri ở trong đời sống của tôi bắt đầu được kích hoạt. Và tôi cũng rất là lấy làm lạ. Lúc ban đầu tôi không hiểu tại sao mà Chúa lại cho mình có khả năng về cái ơn tiên tri như vậy. Bởi vì Kinh Thánh có nói về cái ơn tiên tri. Nhưng mà khi mà tôi đến tại một cái chỗ nào đó, hoặc là khi mà mình rao giảng lời Chúa, phục vụ Chúa, thì Chúa bày tỏ cho mình
Có phải là bởi vì mình tự mình nghĩ ra, nhưng mà có những điều giống như là một cái hình ảnh hoặc là có một cái lời nói hoặc ý tưởng nào đó nó chạy ngang qua đầu của tôi. Và khi tôi nắm được điều đó và tôi chia sẻ ra thì nó là một cái lời tiên tri, một cái sự bày tỏ của Chúa. Tôi mong muốn rằng Hội Thánh của Chúa, dân sự của Chúa cũng sẽ nhận được những cái ơn về Thánh Linh của Chúa như vậy. Bởi vì không phải vô cớ tôi có mặt ở tại đây để phục vụ Chúa trong Hội Thánh. Tôi có phải là một người của công chúng mua vui cho quý vị hoặc là đem đến sự giải trí cho quý vị. Tôi không phải là được Chúa đem qua kia du lịch rồi xong cái đem về đây để kể lại cho quý vị nghe, cử người xem hoa. Bởi vì nếu quý vị muốn xem những cái gì ở bên Na Uy, quý vị có thể mở trên YouTube coi cũng được, không cần nhất thiết là tôi phải kể. Nhưng mà cái điều mà tôi nhìn thấy được Chúa Ngài muốn làm trong đời sống của dân sự của Chúa tại đây, đó chính là Chúa Ngài muốn dùng tôi để trao gửi những cái phước hạnh mà Chúa đã ban cho đời sống của tôi. Và tôi nói cho quý mà chị em nghe một điều mà Chúa đặt để trong lòng của tôi ngay giờ phút này, đó là Chúa yêu thương anh chị em rất là nhiều. Tôi là người dân gốc được sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà Chúa đã dùng tôi ở tại khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh này. Và hàng tuần tôi phải vượt một quãng đường 50 cây số để tôi đến đây để phục vụ Chúa trong thánh của Chúa. Nhiều khi nắng gió, nhiều khi mưa xa như vậy đó, nhưng mà tôi vẫn trung tín đến đây để phục vụ Chúa. Tôi thắc mắc với Chúa điều này, tại sao Chúa không dùng con ở thành phố Hồ Chí Minh? Thì Chúa trả lời với tôi rằng là tại vì ta yêu thương dân sự của ta tại khu vực này. Và tôi nắm lấy tình yêu của Chúa ở trong tấm lòng của mình để phục vụ Chúa cho đến ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy anh chị em là một người, là những con người rất là được yêu dấu của Chúa. Không biết anh chị em có nhìn thấy chính mình như vậy không? Một sư nói sao chứ em thấy em ở cái vùng quê nghèo hèn này, nhà của em là nhà nhỏ nhất ở trong xóm, em lại là nhỏ nhất ở trong nhà của em nữa. Quý mài chị em ơi, có thể chúng ta nhìn thấy mình nhỏ trong mắt người khác, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tấm lòng của chúng ta rất là lớn cho Chúa. Đôi khi Chúa sử dụng những con người rất là nhỏ bé, tầm thường, hèn hạ ở trong thế gian này để làm những việc lớn lao và vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Chúa không sử dụng anh cả của David để làm vua, nhưng mà Chúa Ngài sử dụng David là con út ở trong gia đình để làm vua cho Israel. Và Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ một ai trong số chúng ta để làm những công việc lớn lao cho Chúa. Và hãy nói với chính bản thân của chúng ta rằng là con là một người giàu có của Chúa. Nếu quý vị tin, quý vị sẽ thấy được phước hạnh của Chúa cho đời sống của quý bà chị em. Người giàu có đó là người biết được lý do tại sao mình tồn tại trên thế gian này, và biết rằng là Chúa đã ban sự sống, Chúa ban cho và giới hạn nơi ở và cũng như số ngày đã định của cuộc đời của mình ở trên đất này. Lời của Chúa trong công vụ đoạn 17 câu 26-27, lời của Chúa nói rằng là Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thời giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Quý vị thấy không? Lời của Chúa hé lộ với chúng ta rằng là Đức Chúa Trời đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất như vậy. Ngài định trước thời giờ đời sống của chúng ta. Chúng ta sống bao nhiêu năm là Chúa định trước hết rồi. Không phải là bởi vì cớ chúng ta tập thể dục thể thao, tập gym, rồi chúng ta ăn uống điều độ, rồi chúng ta có chương trình bảo vệ sức khỏe này kia là chúng ta sống lâu đâu, quý mời chị em. Người ta cũng nói rằng là sống chết thì có số, giày dép còn có số, huống chi con người có không có số, đúng không ạ? Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải có sự khôn ngoan để chúng ta phải chăm sóc cho cơ thể chúng ta. Chúng ta phải vận động, tập thể dục thể thao mỗi ngày. Điều đó tôi không nói rằng là nó sai, nhưng mà tôi đang nói về cái vận mệnh cuộc sống của chúng ta đó quý vị. Sống lâu hay sống thọ, ngày nào chúng ta mất đó, thì đó là Chúa quyết định rồi. Và nếu quý vị muốn sống lâu thì hãy cầu nguyện với Chúa để Chúa Ngài có thể thay đổi ý định của Ngài cho đời sống của chúng ta. Chứ đừng cố gắng rằng là ô tôi có nhiều tiền mà mục sư khỏi lo, tôi sẽ chăm sóc cho sức khỏe tôi tốt, đi ngủ sớm này kia. Quý mài cho em ơi, chúng ta không có thể nào biết trước được tương lai của mình nó sẽ xảy ra cái điều gì. Rồi Chúa Ngài cũng giới hạn chỗ ở cho người chúng ta nữa. Nếu Chúa định chúng ta ở tại Việt Nam này rồi đó, quý vị đừng có tìm cách để mà đi chỗ này chỗ kia. Hoặc là Chúa đã định quý vị ở Mỹ hoặc là ở châu Âu rồi, là quý vị có muốn ở tại Việt Nam thì cũng không được. Tại vì sao? Chúa đã đấng giới hạn chỗ ở cho người chúng ta, đúng không quý bà chị em? Chúa đã cho quý vị có bạc ngàn đất đai như vậy đó, mà quý vị không muốn cũng không được nữa. Tại sao? Chúa giao cho quý vị rồi.
Nhưng mà có những người Chúa chỉ giới hạn họ chỉ trong bốn vách tường của một cái nhà cấp 4 rất là nhỏ, thì họ phải chịu như vậy thôi quý mài cha. Muốn được thay đổi số phận của mình, hãy cầu nguyện với Chúa. Và Chúa nói rằng là hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được. Để khi chúng ta tìm được Chúa rồi đó, thì Chúa ngài thay đổi thân phận của chúng ta, Chúa thay đổi đời sống của chúng ta, cũng như thay đổi luôn cả cái chỗ ở của chúng ta nữa quý mài cha. Người giàu có đó là người biết được linh hồn của mình là có thật, và cõi đời đời đằng sau sự chết là có thật. Có một cái sự mê muội cho rằng là chết là hết, hoặc là sẽ đầu thai sang một kiếp khác và có cơ hội thứ hai. Quý mài cha ơi, điều này đó là một cái lời nói dối vô cùng nguy hiểm của ma quỷ. Bởi vì sau khi chết rồi thì sẽ không có cơ hội thứ hai cho bất cứ một con người nào hết. Ngay cả ngày hôm nay một số con cái Chúa cũng cho rằng là mình có kiếp sau. Nhưng mà điều này đó là một cái sự lừa dối vô cùng nguy hiểm quý mài cha. Tại vì ma quỷ nó có thể tạo ra, nó ngụy tạo ra những cái chứng cớ rất là khủng khiếp. Khi mà nó làm cho những cái đứa trẻ đó quý vị, nó còn nhỏ xíu thôi mà nó có thể nói, ồ tôi nhớ là kiếp trước á, là tôi là cái ông này ông kia ha. Rồi xong rồi nó nói y như thiệt luôn quý vị. Nói xong cái người ta nói, ồ đúng rồi, thằng nhóc này nó đúng á, tại vì cái ông đó có thiệt. Ông đó chết năm nào ngày mấy đó là biết hết. Tại sao đứa nhỏ đó lại biết như vậy? Có phải là do nó không hay là do ma quỷ gây ra quý ông bà chị em? Ma quỷ nó gây ra đó quý vị. Ma quỷ có thể nhập vào cho một người và nó nói y như thật luôn, và khiến cho những người xung quanh phải tin theo nó răm rắp luôn quý ông bà chị em. Cho nên chúng ta là người của Chúa, chúng ta cần phải biết lẽ thật của Chúa, để lẽ thật của Chúa sẽ buông tha chúng ta, giải phóng chúng ta ra khỏi những cái điều mê tín dị đoan và những cái sự xàm xí của ma quỷ. Tôi gọi xàm xí là bởi vì nó không có thật mà nó lại rất là xàm mà vậy đó, chứ hàng triệu người nghe, hàng triệu người tin. Mình thấy rằng là đám đông chưa chắc là có chân lý đâu quý mài chen. Ngày hôm nay trên Facebook mình thấy có những cái clip xàm nói tục, nói nhảm gì đó, hàng triệu lượt like, hàng triệu lượt xem. Nhưng mà những cái clip mà mục sư rao giảng lời của Chúa thì chỉ có một vài chục lượt, hay là cao lắm là vài ba trăm lượt like thôi. Thậm chí người ta cũng không buồn xe nữa. Cứ thấy bài giảng của mục sư là cứ lướt xẹt rồi tới Trấn Thành, Hoài Linh gì đó, nhảm nhí gì đó, là bắt đầu người ta lại khoái. Ở đây tôi không có đả phá về cái việc mà quý vị xem cái gì, bởi vì đó là sở thích của quý vị, tôi không bàn đến. Nhưng mà tôi đang nói đến một cái việc nó thuộc về tâm linh mà nhiều người ngày hôm nay không để ý, đó là ma quỷ nó lôi kéo người ta vào trong những cái sự xàm xí của nó. Chúng ta cần phải khôn ngoan và tỉnh thức. Đừng để cho thế gian nó môn đồ hóa chúng ta, nhưng mà hãy để cho lời của Chúa môn đồ hóa chúng ta. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Hebrew đoạn 9 câu 27 nói rằng là theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chết không phải là hết nha quý vị nghe, nhưng mà chết rồi chịu phán xét à. Rồi bây giờ chúng ta xem coi linh hồn nào vào thiên đàng hoặc linh hồn nào xuống địa ngục. Chúng ta xem lời của Chúa tiếp ở trong Giăng đoạn 3 câu 18. Ai tin Ngài, tức là Chúa Giêsu á, thì chẳng bị đoán xét đâu. Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Câu 36, ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chỉ tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta là rất là rõ ràng, không có trắng đen, không có gọi là nhập nhằng gì cả. Lời của Chúa rất là rõ ràng, trắng đen rõ ràng. Ai tin Chúa được sự sống đời đời, tức là vào thiên đàng, và ai không tin Chúa thì chẳng thấy sự sống, tức là xuống hồi lửa hư mất đời đời. Vậy thì chỉ có một thiên đàng, hai là địa ngục thôi, chứ không có cái chuyện đó là giống như là bên Công giáo họ cho rằng là có luyện ngục, có ngục luyện ngục nữa, tức là sao? Nó không phải là thiên đàng mà cũng không phải là địa ngục, mà nó là cái nơi mà để đốt những cái người mà tin Chúa mà họ yếu đuối á, tin Chúa mà kiểu mà nửa nạt nửa mỡ đó. Hỏi ở đâu mà người Công giáo lại có cái thuyết này? Họ nói ở trong Luca đoạn 16 á, mục sư. Tức là chỗ của Lazaro và người nhà giàu đó. Người nhà giàu bị quăng xuống cái chỗ luyện ngục á. Nên người nhà giàu nói sao? Abraham ơi, xin hãy thương xót tôi, xin hãy sai Lazaro để nhúng cái miếng nước làm mát lưỡi tôi. Nhưng mà rõ ràng Abraham đã nói sao quý vị? Đó là có một cái
không thể làm được điều đó, không thể mà qua đây được. Bởi vì sao? Có một cái vực sâu ngăn cách giữa chúng ta với nhau. Ai muốn từ đây qua đó cũng không được, mà từ đó qua đây cũng không xong. Vậy thì mình thấy rằng là cái chỗ đó không phải là địa ngục theo như cái quan điểm của người Công giáo, nhưng mà đó là địa ngục, tức là một cái sự phân cách đời đời, không thể nào mà được gắn kết lại với nhau được, không thể nào mà qua lại với nhau được. Cho nên chết tức là đã kết thúc cuộc đời của chúng ta trên đất này. Ai tin Chúa, sống theo đúng lời của Chúa thì người đó sẽ được vào thiên đàng. Vào hẳn thiên đàng như vậy nghe, chứ không phải là kiểu mà ra ngoài thành hay là ở trong thành gì đâu. Ra ngoài, vào trong thiên đàng luôn. Yeah, vào trong thiên đàng luôn chứ không có ở ngoài thành. Yeah. Rồi không tin Chúa đó là chắc chắn là chết ở trong địa ngục hồ lưu đời. Như vậy thôi, không có gì phải bàn cãi hết. Người giàu có đó là người biết cuộc đời của mình được Chúa Ngài tạo ra để tìm kiếm Chúa và sức rơ tìm kiếm để kinh nghiệm được Ngài. Ở trong công vụ 17 câu 27, lời của Chúa nói rằng là hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và sức rơ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vậy thì cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa khi chúng ta biết thờ phượng Chúa và tìm kiếm Chúa. Còn nếu chúng ta chỉ tìm kiếm những điều ở trong thế gian vô nghĩa thì cuộc đời của chúng ta nó rất là mệt mỏi. Chúng ta cứ suốt ngày vất vả, hối hả, rồi buồn bã, để rồi cuối cùng mình sẽ đi xuống mồ mả. Trước khi xuống mồ mả thì nước mắt cũng rơi lã chã. Quý mà trên cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là lo cơm áo gạo tiền, để rồi mình không hiểu được tại sao mình lại phải sống. Quý mà cho em, cái điều này là một trong những cái điều mà nhiều người ngày hôm nay trên thế giới này họ đã mất đi cái mục tiêu hy vọng của họ. Đến khi mà họ giàu có đầy đủ mọi sự rồi thì có những người họ đã nhảy lầu tự sát, bởi vì cớ họ không biết là tại sao mà mình sống. Không biết là mấy chục năm vừa qua mình tích trữ của cải như vậy để làm gì? Vô nghĩa. Ở trong Thi Thiên 49 câu 20 lời của Chúa nói rằng là người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì giống như thu vật phải hư mất. Nếu một người giàu có và sang trọng mà không hiểu biết được mục đích và cuộc sống của mình là vì cái gì thì người đó sẽ phải hư mất giống như con thú vật. Cảm ơn Chúa, chúng ta không đến mức độ đó. Chúa đã cứu chúng ta và chúng ta được sống một đời sống có một tương lai, có một ý nghĩa, có một cái công việc để chúng ta thực hiện. Quý vị biết được cái công việc chúng ta cần, mỗi người chúng ta cần phải thực hiện đó là gì không, quý mài cho em? Chúng ta trở lại với đàm mệnh lệnh của Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 cho đến 20. Quý vị nhớ không? Chúa Ngài phán với tất cả mọi người tin Chúa làm gì ? Vậy hãy đi dạy dỗ cho muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép tem cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho người. Đó chính là đàm mệnh lệnh mà Chúa Giêsu Ngài đã ban cho tất cả mọi người chúng ta. Cho tất cả mọi môn đồ của Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ dành cho các sứ đồ và cho những mục sư nha quý bà chị em. Vậy thì tôi và chúng ta là người tin Chúa, chúng ta có một ý nghĩa, đó là chúng ta truyền bá tin lành của Chúa, làm chứng về Chúa Jesus Christ cho những người bạn, cho những người thân trong gia đình của chúng ta. Amen. Và khi chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta đầy ý nghĩa. Và người giàu có đó là người nhận biết rằng Chúa Thánh Linh đang thật sống ở trong lòng của tôi, ứng chứng cho mọi lời hứa và mọi kho tàng mà Chúa Ngài hứa với chúng ta ở trong Đức Chúa Trời. Không có gì quý báu hơn cho bằng khi mà có Đức Chúa Trời Ba Ngôi chạm vào tấm lòng ô uế bất khiết của chúng ta, chỉ cho chúng ta nhận biết được Chúa Ngài vĩ đại và con người của chúng ta tội lỗi, cần phải được Chúa Ngài tha thứ và cần được sự cứu rỗi ở trong ơn thương xót của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16, trong Ma-thi-ơ đoạn số 5 thì có nói về một phước lành như thế này: phước cho những kẻ biết tâm linh mình nghèo thiếu. Người đó sẽ được phước rất lớn bởi vì cớ người đó nhận biết rằng Chúa là tất cả cho đời sống của mình. Đôi khi một con người bị những cái vật chất của thế gian này nó lừa dối, khiến cho người đó cảm thấy rằng là mình đã no đủ rồi, mình không cần của Chúa nữa. Khi tôi ở tại nhà của em gái tôi, nhà em gái tôi đã thuê ở kế bên một cái nhà thờ của Lutheran. Nhà thờ đó to như là một cái nhà thờ Đức Bà vậy đó quý vị. Nó cũng màu vàng giống y như nhà thờ Đức Bà tại quận nhất Sài Gòn. Và khi mà tôi đến
tại nhà của em gái tôi nhìn vào cửa sổ tôi thấy cái nhà thờ đẹp như vậy, nó có một cái bãi cỏ rất là xanh mướt ở bên cạnh nhà thờ như vậy, nguy nga lộng lẫy như vậy đó. Tôi nghĩ rằng là chắc là nhiều người đi nhóm vào mỗi chủ nhật. Nhưng mà em gái tôi nói: anh Tuấn ơi, đây cái nhà thờ đó bây giờ nhà nước quản lý rồi. Tại sao? Tại vì không có người đi nhóm. Mục sư cũng thất nghiệp luôn, tại vì không ai đi nhóm hết. Bây giờ nhà nước quản lý để chi biết không quý vị? Tổ chức những cái buổi tiệc Halloween nè, tổ chức những cái sự kiện này kia thôi. Ai muốn tổ chức sự kiện gì đó cứ đến nhà thờ đó rồi đóng tiền, rồi thế là họ, thậm chí họ muốn nhảy đầm hay là uống rượu uống bia trong nhà thờ cũng được. Tôi nghe như vậy tôi cảm thấy rất là buồn, bởi vì ngày hôm nay người gốc tại Na Uy á thì họ đã yếu đuối và họ đã ngùi lặng với Chúa. Tức là những người Na Uy da trắng quý vị, chứ không phải là những người Việt Nam nhập quốc tịch Na Uy bên đó. Thì hầu như là người Na Uy nào trước đây á, họ cũng đều biết Chúa hết. Họ là thế hệ của những người mà đã tin Chúa trước đây. Và họ tất cả đều biết Chúa hết. Chúng tôi khi mà đi đến biển Baltic để mà tham quan cái bờ biển đó, thì Chúa cho chúng tôi gặp một cái bà cụ này. Năm nay bà cũng gần 70 tuổi rồi. Bà rất là vui vẻ khi mà nhìn thấy chúng tôi, những người Việt Nam đang đứng tham quan tại đó. Và cái người mục sư đi bên cạnh tôi nói với bà rằng là: bà có biết Chúa Giê-xu là ai không? Không, cái bà này bà nói rằng là: dạ biết chứ, ông bà, cha mẹ, tổ phụ tôi trước đây là người tin Chúa. Mà tôi nghĩ rằng là đạo nào cũng tốt hết đó, đạo nào cũng dạy cho người ta làm lành lánh dữ, ăn hiền ở lành hết. Tôi thì không có tin Chúa, tôi là một người vô thần, tôi nghĩ đạo nào cũng tốt hết. Thế là có mục sư bên cạnh tôi, ông nói rằng là: thưa cô, cái điều mà cô nói đó nó cũng đúng. Đúng ở chỗ đó là tôn giáo nào cũng dạy cho con người của chúng ta làm lành lánh dữ tốt, tốt hết cả, không có cái tôn giáo nào dạy sai hết. Giống như bây giờ mình đi học ở trong trường á, thì tất cả thầy cô trong trường đều dạy chúng ta những điều hay lẽ phải hết. Nhưng mà chúng ta chỉ có một người cha ở tại nhà mà thôi. Cái cô này nói: à, đúng rồi ha. Như vậy thì những ông thầy bà cô trong trường á, họ nói đúng, họ nói tốt thì mình nghe, đúng không ạ? Nhưng mà khi mình về tới nhà thì mình phải nghe lời ba của mình chứ, đúng không? Chứ mà đâu thể nào gọi cái ông thầy hoặc là bà cô trong trường là ba là mẹ của mình được. Ba mẹ của mình ở tại nhà, họ chỉ có một mà thôi. Như vậy thì tôn giáo có vô số tôn giáo. Tôn giáo giống như là những người thầy dạy chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có một người cha của linh hồn của chúng ta mà chúng ta phải thờ phượng đến đó. Ngài tên là Giê-xu. Tất cả mọi tôn giáo đều cần có Đức Chúa Trời. Và tôn giáo nào mà khước từ Đức Chúa Trời, tôn giáo đó là tôn giáo chết mà thôi. Bà này bà nói: ồ như vậy hả? Lời mục sư nói đáng để suy gẫm, tôi sẽ tìm hiểu về Chúa Giê-xu sau này. Cảm ơn Chúa có những cái sự khôn ngoan mà Chúa bày tỏ để cho chúng ta thấy rằng là thật sự có người của chúng ta khi mà được dư dật quá, chúng ta quên mất Đức Chúa Trời là ai. Nhưng mà Chúa lại dùng lời của Chúa để nhắc nhở và đem chúng ta trở lại với Chúa. Về lịch sử của Na Uy thì tôi đọc lịch sử và tôi cảm thấy rất là được đụng chạm. Bởi vì cớ gốc người Na Uy đó quý vị, họ là những người Viking. Nếu mà anh em thanh niên, anh chị em thanh niên nào mà chúng ta có theo dõi lịch sử, chúng ta biết rằng là cướp biển Viking nổi tiếng lắm. Và ngày trước á, Na Uy nè, Thụy Điển nè, Đan Mạch, tức là một cái vùng đất của cái bán đảo Scandinavia đó, họ là một với nhau, họ là dân tộc Viking. Họ có ngôn ngữ và tiếng nói giống nhau. Và dân tộc, ba cái dân tộc này đó là đi đến đâu thì người ta khiếp đảm ở đó. Bởi vì cái vùng đất của họ đó, nguyên bán đảo đó rất là lạnh. Cứ liên tục trong một năm là mất 6 tháng là băng giá phủ tuyết đầy trên đó. Lạnh đến nỗi mà nhiều khi họ chỉ ở suốt ngày trong nhà. Và bởi vì không có thức ăn cho nên họ phải vất vả để mà kiếm thức ăn. Thức ăn thì hiếm hoi ở trong những ngày băng giá. Cho nên là họ từ ngàn xưa là họ chỉ đẻ con, chỉ có một hoặc là hai đứa con trong gia đình mà thôi. Bởi vì nếu đẻ con nhiều quá thì thức ăn đâu ra. Họ chỉ đi đánh bắt cá và hái lượm mà thôi. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ không biết Chúa Trời và thế là bần cùng xin đạo tặc. Họ đã đóng những cái tàu mà phải nói là những cái tàu chiến to lắm.
Những cái tàu đó nó có tốc độ chạy 80-90 cây số một giờ, không có tàu nào chạy được kịp hết á. Khi mà đi ngoài biển á, mà từ xa thôi, cả mấy trăm hải lý á, mà nhìn thấy cái ngọn buồm của cướp biển Viking á, là người ta nói chạy, là bắt đầu ai cũng chạy, nhưng mà chạy không lại. Tại vì cái tàu cướp biển á, nó to lắm, và những người Viking đi đến đâu thì cũng gieo rắc khiếp đảm ở đó, bởi vì cỡ họ là những con người rất là to lớn và diền dàng. Khi mà tôi đi lên xe buýt, tôi nhìn thấy có những người cao tới 2 mét hoặc là 2 mét mấy. Tôi đứng chỉ chưa tới được vai của họ nữa, mới đứng tới đây à, ngang ngực của họ thôi. Và tôi biết rằng là giống người đó là giống người diền dàng, mà họ rất là to khỏe, một mình họ có thể chấp được cả 5 người như mình. Nhưng mà trong cái lúc mà họ là những người cướp biển như vậy đó quý vị, thì ông vua Na Uy ông đã tin Chúa. Ông đi đâu đó chiếm xứ ở đâu đó rồi, thế là ông tin Chúa. Ông về lại xứ của ông, rồi ông nói với lại toàn dân của ông: bây giờ ta tin Chúa, bây giờ tất cả mọi người phải tin Chúa, bây giờ ai không tin Chúa chém đầu. Có những người không chịu tin Chúa, tại vì họ có cái tôn giáo của họ. Thế là ông vua đó, ông lôi những người đó ra chém đầu hết những cái người mà không chịu vâng phục mình. Tại vì ông nghĩ rằng là nếu mà những người mà không chịu tin Chúa giống mình á, là họ sẽ phản mình sau này, cái chính trị của ông sẽ không tốt. Cho nên là tất cả mọi người dân đều phải tin Chúa hết. Và khi mà cả đất nước trở lại tin thờ Chúa, thì quý mài chị em, Chúa ban phước cho cả dân tộc của những người Bắc Âu đó được phước rất là lạ luôn. Họ không còn cướp biển nữa quý vị. Họ trở nên những dân tộc hùng mạnh và có thể xây những cái thành phố rất là hiện đại. Và từ thế kỷ 18, xin lỗi, tới thế kỷ 19 là họ đã được phước để mà có xe hơi rồi. Tức là vào năm 1826 á, chắc có lẽ chúng ta cũng chưa sinh ra, thì thời đó họ đã có xe hơi rồi. Họ đã có xe hơi rồi. Nhưng mà họ vẫn chưa giàu quý mà chị em. Cho đến năm 1963 thì Chúa ban phước cho đất nước Na Uy có được một cái mỏ dầu được khai thác. Và cái mỏ dầu trữ lượng khổng lồ. Khi họ khai thác lên số lượng dầu như vậy đó, với cái thu nhập đó là hàng tỷ đô la như vậy. Và họ nói với nhau rằng bây giờ nếu mà mình ăn hết số tiền này thì 100 năm sau chúng ta vẫn chỉ là một nước bình thường, không có giàu có gì hết. Thôi bây giờ mình sẽ dùng cái số tiền dầu ở đó, mình sẽ đầu tư cho, mình sẽ lập ra một cái quỹ, và mình sẽ đầu tư cho bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư cho kinh doanh, để số tiền nó sẽ sinh lợi ra. Và khi họ đầu tư như vậy, cái số quỹ nó bắt đầu gia tăng lên. Và bây giờ cái số quỹ đầu tư từ dầu của Na Uy quý vị, nó gia tăng lên tới 1.100 tỷ đô la, nhiều hơn cả số tiền đầu tư của Trung Quốc đầu tư cho nước ngoài cho đến ngày hôm nay. Mà họ dùng cái số tiền đó làm gì? Chính phủ Na Uy cũng không được phép sử dụng cái số tiền quỹ đó cho cá nhân của mình. Tức là họ chỉ sử dụng 4% thôi. Tức là sử dụng 100 đồng ở trong đó thì chỉ sử dụng được 4 đồng thôi, chứ không được phép sử dụng nhiều hơn. Và số tiền lời của cái tiền quỹ đó sẽ được dùng để chăm sóc cho nhu cầu sức khỏe và ăn uống của người dân ở trong nước. Họ không phân biệt người quốc tịch Na Uy hay là người chưa có quốc tịch Na Uy. Cứ đến đó nếu có bệnh vào cho bệnh viện khám chữa bệnh miễn phí. Người già, lớn tuổi, nếu có bệnh gì đó, alo bác sĩ là bác sĩ sẽ có xe đến tận nơi để rước quý vị. Ở Việt Nam mình nói rằng là vào trong nhà thương, chứ thật ra thì vào trong đó quý vị có tiền thì người ta mới thương quý vị, đúng không? Nhưng mà ở bên nước ngoài đó, nhà thương họ thương mình thật sự, họ quý mạng sống vô cùng. Thấy mà hấp hối hoặc là thở không được đó, là họ huy động luôn cả máy bay nữa quý vị, để đến vận chuyển chúng ta đến tận bệnh viện luôn. Và chúng ta thấy rằng là một đất nước đầy nhân đạo, họ rất yêu quý sinh mạng con người. Tôi không kể để chúng ta nói xấu đất nước của chúng ta, tôi không hề nói xấu. Nhưng mà tôi chỉ nói ra những cái gì mắt tôi nhìn thấy, những cái gì mà lỗ tai tôi nghe thật. Tôi chia sẻ như vậy để mong ước rằng là sau này đất nước của chúng ta sẽ được giàu có hơn, và chúng ta sẽ có một hệ thống an sinh xã hội và nền y tế giống như vậy. Chúng ta biết quan tâm cho nhau, và người giàu cũng giúp cho người nghèo nữa. Ở tại Na Uy có một cái điều rất là hay, đó chính là tất cả mọi cái tiền thu nhập của người dân á, sẽ được chính phủ quản lý rất là chặt chẽ. Tức là tôi thu nhập bao nhiêu một tháng á, là chính phủ họ biết.
ở sở thuế họ biết. Tại vì sao? Cái người chủ trả lương cho tôi đó trả lương vào trong thẳng tài khoản của tôi luôn. Và ngân hàng nhà nước họ quản lý thu nhập chi thu như thế nào đó là ở sở thuế họ biết hết. Em gái tôi vào trong sở thuế để nói chuyện gì đó, cái là họ nhấn nút một cái là trên máy tính nó hiện lên thu nhập hàng tháng nhiều, biết em gái tôi là người giàu hay nghèo. Và mỗi người dân quý vị có quyền để mà mình có thể mình xem tài khoản của nhau để xem coi người đó chi thu như thế nào mỗi tháng. Và nhờ đó đó mà có những cái gia đình đó quý vị, họ không có dám lén phén, không có dám mà kiểu mà mấy ông ở Việt Nam mình nó nhiều khi có tiền xong cái mua nhà, mua xe cho bồ nhí. Không, ở bên đó không có chuyện đó. Tại vì sao? Nếu người vợ mà biết được đó nghe quý vị, là người vợ đó lên sở thuế hỏi coi chồng tôi chi cái gì, thu cái gì, chuyển cho tài khoản của ai, mua cái gì là biết hết. Và khi mà biết như vậy là chỉ có say goodbye thôi, chứ không có cái chuyện mà nó láo như Việt Nam mình được. Và bên đó đó, tôi thậm chí tôi vẫn có thể đến sở thuế và tôi kiểm tra cái số tài khoản của ông thủ tướng Na Uy hoặc là ông vua Na Uy, ông chi thu bao nhiêu nữa. Đó, tuyệt vời không quý vị? Họ công khai và minh bạch về tài chính rất là rõ ràng. Và Na Uy là quốc gia duy nhất ở trên thế giới có một cái chế độ như vậy. Ngay cả những nước như Anh hoặc là Đức thì cũng không có áp dụng được. Cho nên ở Na Uy họ không có chống tham nhũng, họ không có chống hối lộ. Tại vì sao? Tất cả mọi cái thu chi của cán bộ nhà nước là được rõ ràng rất 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 hết. Chỉ cần bấm nút một cái là biết ông đó ngày đó giờ đó thu bao nhiêu, từ số tiền ở đâu, ai cho, rồi người ta làm rõ cái số tiền đó rất là rõ. Cho nên là không có chối cãi được. Và cái tiền ở Na Uy họ quản lý rất là chặt. Tôi hỏi, ủa tại sao mà này quản lý chặt dữ vậy? Mấy anh em bên đó họ nói rằng là, hồ sơ biết không, ở bên đây là chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng mà họ áp dụng luôn cả mô hình xã hội chủ nghĩa ở trong việc quản lý kinh tế. Tức là trong kinh tế tài chánh đó, là đất nước Na Uy họ quản lý chặt lắm, không có lọc đồng nào hết. Và khi đóng thuế đầy đủ quý vị thì mình sẽ là công dân hợp pháp. Nhưng mà trốn thuế đó, tức là giả sử một tháng tôi thu nhập bao nhiêu đó, chẳng hạn 1 tỷ đi, tôi đóng thuế là 32%, tức là tôi đóng khoảng 320 triệu, còn lại 600 mấy chục triệu kia tôi sử dụng. Nhưng mà nếu mà tôi trốn thuế, tôi không đóng 32% đó mà tôi giấu riêng á, thì họ không báo liền đâu, nhưng mà họ cứ để im đó. Một năm sau, hai năm sau họ có bằng chứng đầy đủ tôi trốn thuế đó, họ mời tôi lên là tôi không thể nào chối cãi được. Và ở Na Uy thì không có tỷ phú, không có nhiều tỷ phú, có triệu phú và có người giàu có, nhưng mà không có nhiều tỷ phú. Tại vì sao? Tại vì ở Na Uy á, cái người thu nhập càng nhiều á thì sẽ bị đánh thuế nhiều hơn. Bởi vì họ nói rằng là anh giàu thì anh phải lo cho người nghèo. Tại vì họ làm theo cái mô hình sâu chủ nghĩa mà, tức là lấy mọi vật làm của chung. Giống ở nhà nước ở Việt Nam mình đúng không ạ? Mọi vật đều là của chung hết, của nhà nước quản lý, cho nên nhà nước có quyền sử dụng cái tài chánh ở trong trong đất nước đó theo ý của mình. Ví dụ cái người mà thu nhập khủng đi, 30 tỷ một tháng. Tỷ phú 30 tỷ một tháng thì phải đóng tới 51%, tức là phải đóng tới hơn 15 tỷ vào trong thuế. Cho nên là người càng giàu ở Na Uy họ bị đóng thuế càng nhiều. Và cái tiền thuế làm gì? Cái tiền thuế đó là để phục vụ cho nhân dân và cung cấp những cái phúc lợi xã hội cho người dân. Con nít là đi học đầy đủ hết, phụ nữ trẻ em là được chăm sóc rất là kỹ càng. Ở bên đó họ nói rằng là đàn ông bên đó đó là xếp cuối cùng của xã hội. Thứ nhất là gì? Tôi hỏi thứ nhất là gì? Thứ nhất ở đây hả? Đó là trẻ em nè. Thứ hai đó là phụ nữ nè. Thứ ba đó là con chó nè. Thứ tư mới là đàn ông. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Sao nó ngược lại kỳ vậy? Nhưng không, tại vì họ nói rằng là cái người mạnh á phải gánh vác cho kẻ yếu đuối, theo như lời của Chúa Kinh Thánh nói. Cái người mạnh đó là mình phải gánh vác cái sự yếu đuối cho vợ cho con của mình. Cho nên có những người đàn ông bên Na Uy khi mà họ về thăm quê hương đó, họ đi cùng với vợ con của mình á, họ xách hành lý, xách vali rồi xách ba lô cho vợ cho con của mình. Gia đình chồng ở Việt Nam không hiểu, nói tao cho mày đi qua nước ngoài để rồi cuối cùng mày về đây mày xách giỏ cho vợ của mày.
Ở Việt Nam của chúng ta nghĩ rằng là đàn ông trượng phu là mình phải 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 oai phong lắm, tại sao mình lại xách đồ cho vợ? Nhưng bên đó nó văn hóa nó khác. Đó là người đàn ông đứng đầu trụ cột trong gia đình là phải chăm sóc cho vợ, cho con của mình, phải phục vụ cho xã hội. Nó khác cái văn hóa như vậy quý mài chen, nhưng mà nó phù hợp với văn hóa của Kinh Thánh. Đó là chúng ta cần phải có một cái sự yêu thương cho những người yếu xung quanh chúng ta. Như vậy trở lại với lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là sự giàu có nó không có giống như tự nhiên, nhưng mà sự giàu có nó cần phải đúng theo lời của Chúa. Người giàu đó là người biết tha thứ cho người khác thay vì nuôi sự thù hận. Người giàu đó là người nhận rằng là tôi là người được Chúa tha thứ, cho nên tôi cần phải tha thứ cho người khác. Người giàu có đó là người nhận biết rằng là Chúa Thánh Linh Ngài đang ở trong lòng của mình, và mình là một đền thờ sống của Đức Chúa Trời, cần phải sống ở trong sự cầu nguyện và hạ mình để Chúa Ngài có thể tuôn đổ phước hạnh của Ngài trên đời sống của chúng ta. Qua đó chúng ta sẽ sản sinh ra vô số bông trái Thánh Linh tốt lành và là một chứng nhân mạnh mẽ cho Chúa. Và người giàu có đó là người nhận biết mình có cái điều gì ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ để đem phước hạnh đến cho những người xung quanh của chúng ta. Khi Phi-rơ đứng trước một cái người bại từ khi sinh ra ở tại cửa đẹp, ở trong công vụ cái sứ đồ đoạn 3, thì ông nói rằng là vàng bạc ta không có, nhưng mà điều ta có ta cho người, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ of Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Quý vị thấy lạ không? Phi-rơ nói rất là rõ ràng, ta dẫu là một sứ đồ nổi tiếng như vậy, đầy ơn của Chúa như vậy, nhưng mà tiền bạc, vàng bạc ta không có. Nhưng mà điều ta có, ta biết điều đó là gì? Đó là quyền năng ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ, sự chữa lành của Chúa. Hãy đứng dậy. Quý mài chị em thấy một người giàu có của Chúa có một cái sự hoạt động khác biệt so với là những người giàu có trong thế gian này. Quý vị hãy nhận biết được mình có điều gì ở trong ơn của Chúa. Quý mài chị em, mỗi người chúng ta đều có những ơn tứ khác nhau. Có người có ơn chữa lành, có người có ơn thờ phượng, có người có ơn làm chứng, có người có ơn về sự dâng hiến. Mỗi người chúng ta đều có những thứ ơn khác nhau, nhưng mà hãy dùng những thứ ơn đó để làm ích lợi cho hội thánh của Chúa và cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta không phải là những người dư thừa ở trong hội thánh của Chúa. Dẫu rằng quý vị không đứng ở đây để chia sẻ lời Chúa và phục vụ giống như tôi, nhưng mà Chúa ngài dùng anh chị em ở tại nhà riêng của anh chị em, ở tại công sở của anh chị em, tại nơi mà anh chị em làm việc. Và tại đó anh chị em có thể tỏa sáng cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Bởi vì sự phục vụ Chúa nó không chỉ giới hạn ở trong nhà thờ mà thôi, nhưng mà sự phục vụ Chúa nó nói về một cái vương quốc, nói về một cái không gian rộng lớn hơn ở trong thế gian này. Amen. Và cảm ơn Chúa. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị là những người giàu có trong hội thánh ngũ tuần Rema Lộc Hưng trong buổi chiều hôm nay. Hãy nói với người bên cạnh rằng là anh chị em là người giàu có của Chúa. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta đều là những người giàu có trong Chúa Jesus Christ. Chúng ta không còn là người nghèo nữa quý mời chị em, bởi vì ân điển và quyền năng của Chúa Jesus Christ đang ở trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cùng nhau đứng dậy và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa.